Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và huyện Hướng Hóa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu Đất là Hóa quê hương. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các huyện Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, các cơ quan ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng đông đảo bà con nhân dân. Họ là những người đã viết nên trang sử suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển quê hương Hướng Hóa. Tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong nỗi mừng vui với thắng lợi của dân tộc, ngày 22 tháng 8 năm 1975, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã họp và ra nghị quyết 136 về phương hướng nhiệm vụ khôi phục cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa của tỉnh Quảng Trị. Nghị quyết cũng đã đưa ra chủ trương, biện pháp và mục tiêu cụ thể để phân bổ lại lực lượng sản xuất, đó là từ năm 1975 đến năm 1980, đưa khoảng 4 đến 6 vạn dân ở vùng đồng bằng, chủ yếu là hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng, lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Trung Du và miền núi. Trong vụ đông xuân 1975-1976, đưa khoảng 2 vạn dân ra ở vùng Tây Gio Linh và Bắc Hướng Hóa. Thực hiện nghị quyết 136 của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng đã có chương trình hành động cụ thể để chuyển dân lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Hướng Hóa và miền Tây Gio Linh. Đến nay, sau 40 năm, từ những ngày đầu hoang sơ của đại ngàn lao lách, cỏ dài hoang hóa, bằng bàn tay khai phá của con người, những vùng kinh tế mới phía Tây Gio Linh và ở Hướng Hóa đã hình thành nên cảnh trù phú, sầm uất. Từ những ngày đầu lạ lẫm nơi vùng quê mới với bao gian khổ, các thế hệ đồng bào ở Triệu Phong và Hải Lăng đã xem những vùng đất mới là quê hương thứ hai của mình. Chương trình giao lưu Đất là Hóa quê hương đã mang đến quý khán giả những hồi ức của những ngày này cách đây 40 năm và khẳng định tính thư bảo đúng đắn của một nghị quyết từ những ngày đầu quê hương bước ra khỏi chiến tranh. Có thể nói, mỗi câu chuyện của các khách mời như là một mảng ký ức thấm đẫm sự trăn trở, nhọc nhằn từ những ngày đầu gian khó để tạo nên một bức tranh của sự phát triển như hôm nay của Hướng Hóa thân yêu. Đặc biệt, trong chương trình, một số người dân Lao Bảo đã mang đến chương trình những kỷ vật gắn với một thời khó quên của thuở ban đầu đi khai phá vùng đất mới. Bởi với họ, đây là những bảo vật của thời gian, ghi dấu một thời gian khó đã qua cho một hiện tại và tương lai tươi sáng trên quê hương mới. Tôi đến tham gia chương trình này thì đến đây là tôi đem những kỷ vật mà những son nồi chầu giặt và những dụng cụ giống như đèn thắp sáng coi như là sinh hoạt của dân tôi từ đó cho đến nay và là tôi cất giữ mãi coi đây là một kỷ niệm để sau này cho truyền lại cho con cháu để sau. Trong hành trình 40 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn về xây dựng huyện Hướng Hóa thành một huyện miền núi kiểu mẫu, những người con nơi vùng đồng bằng Triệu Phong lên với miền Tây Hướng Hóa đã hăng say lao động, lập nghiệp, lập làng, đất lạ nay đã hóa quê hương. Mong muốn rằng huyện Hướng Hóa là một cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa để ngày càng là vượt kịp các nước bạn bè ở gần cái khu vực hành lang kinh tế Đông Tây của mình đây ạ. Với cái vị trí địa lý của huyện Hướng Hóa tiếp tục có những thuận lợi, đặc biệt là sự kết nối giữa cái tuyến hành lang kinh tế Đông Tây với Hướng Hóa với cái khu kinh tế Đông Nam và của tỉnh Quảng Trị. Đó là cơ hội để Hướng Hóa tiếp tục phấn đấu vươn lên. Quyết tâm của Hướng Hóa sẽ phát đưa nền kinh tế phát triển một cách toàn diện, đặc biệt là tập trung để xây dựng cái đô thị Hướng Hóa trở thành đô thị loại 3 trong thời gian sắp tới theo tinh thần nghị quyết 16 của tỉnh Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 16 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị sẽ đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Nghị quyết của đại hội đã thống nhất các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá, trong đó có việc tập trung đầu tư xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối khu kinh tế Đông Nam với hành lang kinh tế Đông Tây. Với những gì đã đạt được và với vị trí điểm đầu trên hành lang kinh tế Đông Tây của Quảng Trị, Hướng Hóa sẽ bứt phá hơn nữa để tận dụng lợi thế và phát huy vai trò của mình trong quá trình hội nhập và phát triển của tỉnh nhà, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Sáng nay, khu dân cư Mã Lai, xã Hưởng Phùng, huyện Hưởng Hóa đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
đây là địa phương được tỉnh chọn tổ chức điểm. Dự lễ có đồng chí Thái Văn Hoàn, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong không khí phấn khởi cùng nhân dân thôn Mã Lai trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, anh Lê Thanh Lợi, một người dân từ đồng bằng lên lập nghiệp tại địa phương, cùng đến từ rất sớm tham dự ngày lễ trồng của quê hương. Đối với anh Lợi, để vượt qua gian khổ của những ngày đầu lập nghiệp và đạt được kết quả như ngày hôm nay là cả một nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong thôn. Năm 1999, bọn tôi lên đây cũng thấy là đường rừng rú rất hoang vu, điều kiện đường xá cũng rất khó khăn, nhưng có sự cộng đồng giữa bà con là Vân Kiều cũng như bà con đồng bằng cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ để làm ăn, để sinh sống cho nó đến có sự thành công đến ngày hôm nay. Thôn Mã Lai, xã Hưởng Phùng hiện có 78 hộ là đồng bào dân tộc và 41 hộ người Kinh cùng nhau sinh sống. Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với cả phong trào thi đua yêu nước, thôn Mã Lai đã có nhiều thay đổi. Toàn thôn có 100% hộ sử dụng điện lưới, gần 60% có nhà kiên cố, cả cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư. Bằng sự tuyên truyền, vận động tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ban công tác mặt trận của thôn, nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước được nâng lên, tích cực tham gia cả cuộc vận động, cả phong trào thi đua và đạt nhiều thành tích. Tham dự ngày hội này, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Cảm ơn Ủy ban Mặt trận xã và chính quyền thôn đã tổ chức để chúng tôi có dịp gặp gỡ, trao đổi. Đến hôm nay chúng tôi đã thoát nghèo, chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết để phát triển. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Thái Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đánh giá cao những thành tích của thôn trên mọi mặt, đặc biệt là tinh thần đoàn kết của người dân trong sản xuất, xây dựng cuộc sống. Đồng chí đề nghị chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp cần tiếp tục củng cố, mở rộng đại đoàn kết tại địa phương bằng các hoạt động cụ thể thiết thực, nâng cao chất lượng cả cuộc vận động, cả phong trào thi đua, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận để từ đó đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và xã đã tặng quà cho những cá nhân tiêu biểu có thành tích trong công tác mặt trận của thôn Mã Lai thời gian qua. Cùng trong khuôn khổ buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Hóa tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Hồ Thị Chim, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mã Lai, xã Hưởng Phùng. Cùng trong sáng nay, khu dân cư thôn Nam Đông, xã Giao Sơn, huyện Giao Linh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết, tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đón nhận làm văn hóa xuất sắc cấp tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự. Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, kinh tế văn hóa xã hội thôn Nam Đông từng bước được phát triển mạnh mẽ. Ban công tác mặt trận thôn đã tích cực vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 28 triệu đồng một năm, tăng 25,6 triệu đồng. Có một số hộ thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến hơn 8.000 mét vuông đất, đóng góp trên 150 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm ngày công lao động. Đặc biệt, nhân dân thôn Nam Đông đã đóng góp trên 74 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, thắp sáng đường quê, vừa tạo điều kiện đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã biểu dương những kết quả mà thôn Nam Đông đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thôn Nam Đông cần gắn 5 nội dung thi đua với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn Nam Đông ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị cùng với các thôn, thôn Nam Đông cần nỗ lực cố gắng cùng với Đảng bộ, chính quyền xã Giao Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Sáng nay, cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, mùng 7 tháng 11 năm 1950, mùng 7 tháng 11 năm 2015 và 40 năm thành lập đơn vị. Cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát được thành lập từ năm 1975, trên cơ sở chuyển từ trại cải tạo Hoàn Cát thuộc Công an tỉnh Quảng Trị, mà tiền thân là trại quản lý tù binh Ba Lòng. Những ngày đầu mới thành lập, đơn vị đã khai hoang lập trại để quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo số đối tượng là ngụy quyền, phản cách mạng có nhiều tội ác và các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, cầm đầu các băng đảng, ổ nhóm trong vùng mới giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trong giai đoạn mới, trại giam Hoàn Cát là nơi cải tạo các loại đối tượng tội phạm hình sự.
Từ năm 1996 cho đến nay, trại giam Hoàn Cát được chuyển thành cơ sở giáo dục Hoàn Cát theo quy định của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Nhiệm vụ thay đổi từ trại giam sang quản lý, giáo dục số đối tượng bị đưa vào cơ sở giáo dục theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù đối tượng quản lý, giam giữ, cải tạo có thay đổi, tính chất nhiệm vụ có khác nhau theo từng thời kỳ, nhưng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát từ thế hệ này đến thế hệ khác đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền đơn vị đã chiến hiệu đơn vị quyết thắng, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa tổ chức gặp mặt các sĩ quan quân nhân tăng cường các tỉnh phía Nam đợt 2 năm 2015. Đợt tăng cường lần này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị có 10 sĩ quan quân nhân biên chế về Bộ đội Biên phòng các tỉnh Long An, An Giang, Kon Tum và Kiên Giang. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy đã trao quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và giao nhiệm vụ cho các quân nhân tăng cường đợt này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của quân đội và của địa phương nơi đóng quân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã trao thưởng và hỗ trợ trên 100 triệu đồng cho các sĩ quan, quân nhân tăng cường cho các tỉnh phía Nam. Qua đó động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các nội dung hoạt động của dự án dân chấm điểm M-Score trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đầu tháng 11 năm 2015, Ban Quản lý dự án dân chấm điểm M-Score Quảng Trị phối hợp với công ty phân tích thời gian thực triển khai ứng dụng rộng rãi hệ thống ứng dụng nhập liệu cho văn phòng một cửa tại các địa phương. Bước đầu, hệ thống nhập liệu mới này đã mang lại những tiện ích đáng ghi nhận trong thao tác quản lý hồ sơ cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hải Lăng, trung bình một ngày xử lý từ 20 đến 30 bộ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trên hệ thống nhập liệu mới đã chi tiết các thông tin cơ bản về tên, địa chỉ, số điện thoại, yêu cầu hồ sơ của nhân dân liên tục được cập nhật và hoàn thiện. Vì vậy, ngay lập tức, các bộ phận liên quan có thể nắm thông tin hồ sơ và trích xuất xử lý kịp thời. Thông tin của hệ thống nhập liệu là cụ thể, rõ ràng hơn. Thứ hai, một cái điểm mới mà quan trọng nữa là cái thời gian của cái hệ thống nhập liệu mới là thời gian nhận kết quả, hẹn trả và trả kết quả là được mặc định. Và cái người nhập liệu là không được thay đổi thời gian và ngày tháng khi mình đã nhập liệu. Thì điều đó là sẽ giúp cho cái bộ phận giám sát được chặt chẽ hơn. Mô hình quản lý sử dụng nhập liệu hoạt động theo trình tự, cán bộ văn phòng một cửa nhập liệu thông tin hồ sơ, hệ thống nhập liệu tiếp nhận và tổng hợp thông tin thành bộ dữ liệu thống nhất. Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan truy cập hệ thống để trích xuất dữ liệu. Ưu điểm của hệ thống nhập liệu này là thông tin hồ sơ của nhân dân được cập nhật khá chi tiết để bộ phận giám sát tiến độ, đánh giá tình trạng hồ sơ trả lời nhân dân chính xác và kịp thời. Hệ thống này có thể chạy trên bất cứ máy tính nào có kết nối Internet mà không cần cài đặt phần mềm, tự động sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn. Từ làm việc trên các cái file độc lập với nhau, nó rất là manh mún, tạo rất là nhiều, gây ra rất nhiều cái khó khăn cho cái hoạt động nhập liệu. Thì mình chuyển sang nhập trên một cái hệ thống dựa trên cái nền tảng phần mềm điện toán đám mây, tạo cái thuận lợi cho cả người nhập lẫn người sử dụng cái thông tin sau khi nhập. Ví dụ cái người nhập thì đã được chuẩn hóa cái dữ liệu, người ta rất là dữ liệu đã được cái kiểm soát đầu vào, cho nên là cái phần sai sót nhập liệu là được hạn chế tối đa. Chúng tôi đề xuất là bây giờ là sẽ nghiên cứu để cập nhật cái nội dung của cái phần mềm dân chấm điểm vào, tích hợp vào cái phần mềm của chính quyền điện tử của Sở Nội vụ, để từ đó là khi văn phòng một cửa họ cùng nhập liệu một thông tin thì như vậy là bên cơ quan chức năng của nhà nước cũng sử dụng được, nhưng bên dự án dân chấm điểm cũng sử dụng để là khảo sát người dân được. Thì như vậy là nó vừa là thống nhất về mặt kỹ thuật, nhưng đồng thời nó vừa thống nhất về nội dung và nó tiết kiệm được thời gian, và nhất là cái công sức cho anh em mà trực tiếp ở cái văn phòng một cửa cấp huyện rất là tốt. Dự án M-Score dân chấm điểm được triển khai tại các văn phòng một cửa cấp huyện theo thỏa thuận giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị với tổ chức Oxfam Anh,
nhằm khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Trước mắt, ưu tiên tập trung vào lĩnh vực đất đai. Có thể nói, việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện hạ tầng cơ sở của Ban Quản lý dự án đã có phần quan trọng để dự án từng bước đi vào đời sống và phát huy hiệu quả như mong muốn. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức hội thi giáo viên tuyên truyền pháp luật giỏi ở các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Tham gia hội thi có 13 giáo viên đại diện cho 13 trường thuộc khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường trung học phổ thông. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các trường. Nhiều bài thi thể hiện sự công phu tìm tòi hình ảnh, tư liệu, phong cách tuyên truyền hấp dẫn, sát đối tượng đã khiến người nghe tiếp thu hệ thống kiến thức về bộ luật hình sự thật hứng thú. Kết quả Sở Giáo dục Đào tạo đã trao giải nhất cho cô giáo Trần Thị Hằng, trường trung học phổ thông Cam Lộ, giải nhì cho cô giáo Phan Thị Thanh, trường trung học phổ thông Cờ Tùng và giải ba cho cô Nguyễn Thị Thu Hà, trường trung học phổ thông Lê Lợi, thành phố Đông Hà. Tòa án Nhân dân huyện Hải Lăng vừa tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động vụ án trộm cắp tài sản đối với các bị cáo Lê Hiểu ở Triều Tài, Triều Phong, Quảng Trị, Nguyễn Bá Tài ở Hải Lâm, huyện Hải Lăng và Hà Thúc Liễn ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hải Lăng, trong tháng 6 năm 2015, Hiếu, Tài và Liễn đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản tại nhà thờ họ Trần ở thôn Duân Kinh, xã Hải Xuân và nhà thờ họ Lê Cừ ở thôn Thường Xã, xã Hải Thượng. Cụ thể, do thiếu tiền tiêu xài nên cả ba cùng bàn bạc thực hiện hành vi trộm cắp các đồ thờ tự với tổng trị giá trên 14 triệu đồng. Ngoài các vụ trộm trên, trong quá trình điều tra, Hiếu và Tài đã tự nguyện khai ra một vụ trộm cắp khác. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 12 năm 2014, hai đối tượng này đã lẻn vào nhà thờ họ Hồ ở thôn Mai Đàn và trộm một số đồ thờ tự tại đây. Sau khi lấy cắp được tài sản, các đối tượng này đưa đi tiêu thụ ở thành phố Huế. Với những hành vi phạm tội trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Hiếu 8 tháng tù, Nguyễn Bá Tài 25 tháng tù và Hà Thúc Liễn 6 tháng tù. Chương trình thời sự 20 giờ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.